Hello. Hello. What's your name? Name's T. T. Where are you from? I'm from Vietnam. Vietnam. Okay, all right. Which province? Which province of Vietnam? Hanoi. Okay, you are local. And you? You're also from Hanoi. Yes. Okay, what's your name? My name is Chang. Chào. Okay, I'm also from Hanoi. I live in Gozi, Hanoi. Okay, are you working or studying? I'm studying. Studying? Yes, high school. High school? Yes. Wow, high school! Oh my god! Very young. Yeah, but you look like a, but you looks like a university student. Yes. Really? Okay. What grade are you in? Okay, all right. Where did you learn English? I'm studying in my home country, and I also study outside. Okay, all right. Oh, you practice, right? Practice. Okay, nhiều đồ ăn ngon. Em đã ăn đồ ăn sữa Đài Loan, trà sữa Trân Châu đúng không? Okay. Em đã ăn chưa? Em một gì hả? Em có biết ở Hà Nội có rất nhiều nhà hàng Đài Loan không? Đó. Ở chúng ta này, và Hoàn Kiếm này, và Cổ Giấy đấy. Rất nhiều thứ như là nhà hàng Duy Tầm, cũng có nhà hàng Hòa Biên, ở Trung Hoa Nhân Tín, em có biết không? Cũng có siêu thị Đài Loan. Em đã đi siêu thị Đài Loan bao giờ chưa? Chưa à? Bùi Tổ ăn khá là ngon. Ok. Em có biết ở rất nhiều người Đài Loan sang Việt Nam du lịch không? Có, cũng được. Em có bạn Đài Loan không? Hôm nay làm đến mấy giờ? Không ạ. Em bé đứng cạnh của người Đài Loan. Anh có dự định sang bên Đài Loan du học hoặc là du học không? Ở bên Đài Loan thì văn hóa và bên Hàn Quốc rất là giống nhau, cái cảm quan cũng giống nhau. Thì em có biết ở bên Đài Loan bạn này muốn chăm lo người Việt Nam, người Việt Nam là người nước ngoài nhiều nhất ở Đài Loan. Để em hỏi cái ở đây là có vùng cung kiểu nhất của Hà Nội. Ừ, các bạn cũng như ra cũng có, ra năm hai có nhà thờ lớn. Ông nhà thờ lớn à? Từ cái đằng sau đúng không? Ừ. Nhà thờ lớn có bao nhiêu năm lịch sử? 500 năm rồi nhỉ? Ngoài nhà thờ lớn và cái hồ Gươm cũng có nhà hát lớn ạ. Nhà hát lớn. Em là người tại đây đúng không? Em sẽ giới thiệu quê của em cho người ta biết đúng không? Ở Gia Lai Thái Bình. Và nhà cửa lớn, nhà hát lớn cần Hoàng Thành Thăng Long cũng rất là nổi tiếng mà người sẽ là nhà vua Việt Nam nữa. Bà em có thể giới thiệu đặc sản của Hà Nội. Phở. Ok. Em có biết ở quán nào nổi tiếng nhất không? Chắc là Phở Thì ở Mẹ Ba Phở Đúc. Là Phở Thì Mẹ Ba. Ok. Thì trên phòng hiếp ăn. Em có biết ở chỗ nào tôi bán không? Nổi hết cả sẵn của hắn. Tấm cuốn. Quán cuốn thì quán nào là nổi tiếng nhất? Bọn em thỉnh thoảng đi chỗ nào ăn quán cuốn?
bún cha được thành. Mình ấy thì có một bún cha Obama đúng không? Ôi, như là rất là nổi tiếng từ ngày xưa từng cùng với người chiến thắng Obama. Ở kia là từng nọ nghe thứ chim một lần không nghe thứ gì đâu. Lê Văn Hiêu à? Đây là cái bún chả. Ok, đã sẵn có sẵn ăn 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 thứ rồi. Nếu người ta muốn là sau khi đi du lịch, người ta muốn mua cái đã sẵn về quen thì em có thể giới thiệu cái đã sẵn gì. Cũng hà nội, cũng hà nội. Mình thấy là áo dài của Việt Nam rất là đẹp đúng không? Anh có áo dài không? Áo dài. Áo dài à? Có à? Ôi, tại sao mình thấy áo dài có rất nhiều loại? Anh có dạy không? Có dạy của em là màu gì? Ui, mình thấy màu trắng khá là đẹp. Nhưng mình thấy có màu đỏ này, màu đen này và cái màu xanh này. Nhưng cái này có đặc biệt gì? Nếu bạn Đà Loan muốn sang Việt Nam nhưng mà hồng là thích rồi thì bạn cũng xin viên du lịch cho họ không? Dạ vâng, rất cảm ơn anh nhờ. Thì cùng khi bằng có cư thì là các em xong viên Đà Loan thì sẽ du lịch. Vâng, tôi cảm ơn cho là con bé nhá. Cho anh đi học đã mình còn tốt của sự có đẹp.